Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Xuân Duy Channel. Thưa quý vị và các bạn, mẫu xe Yamaha Vision R2017 đã ra mắt tại Indonesia và đây được coi là đối thủ đáng gờm của Honda CB150. Tại triển lãm Indonesia năm nay thì Yamaha mang tới bộ đôi Vision và Vision R2017 với những chi tiết rất là nổi bật thu hút tất cả các quan khách tham quan. Phiên bản tiêu chuẩn thì tiếp tục sử dụng động cơ thế hệ trước đây. Vision R2017 thì được trang bị động cơ VVA mới vay mượn của Yamaha R15 V3.0. Động cơ là 149,8 phân khối SOHC và làm mát bằng nước của Yamaha Vision thì được thiết kế đi kèm hộp số 5 cấp, sử dụng động cơ công nghệ bơm phun nhiên liệu. Và động cơ này thì sản sinh công suất là 16,4 mã lực, mô men xoắn là 14,5 Nm. Một số đặc điểm đáng chú ý bao gồm hệ thống chống trượt bánh khi dồn số, đèn pha LED, đèn hậu LED, đồng hồ công tơ mét kỹ thuật số mới và chắn bùn có thể tháo rời. Ngoài ra thì Vision và Vision R2017 được cung cấp các tùy chọn màu sắc bao gồm bạc mờ, đỏ đen và đen mờ. Riêng Vision thì có trọng lượng vào khoảng 132 kg, kèm bình xăng là 12 lít. Nhà sản xuất cũng trang bị thêm cụm phanh đĩa ở cả hai đầu xe và lốp có cái đường kính là 120/70. Trong khi đó thì Yamaha Vision R2017 thì sử dụng động cơ VVA 155 phân khối và thừa hưởng từ Yamaha R15 V3.0 đi kèm hộp số 6 cấp. Thì động cơ này mang tới cái sức mạnh là 19 mã lực và mô men xoắn là 14,7 Nm. Ống xả thì cũng được thiết kế ngắn hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Cùng với đó là hệ thống đèn báo Ship Timing Light. Bên cạnh đó thì xe cũng được thiết kế thêm cổng sạc USB và lốp 130/70. Yamaha Vision R thì sở hữu cái trọng lượng là 131 kg và bình xăng 11 lít. Các tùy chọn khác về màu sắc thì bao gồm đỏ đen mờ, bạc xanh, trắng xanh lá. Và mức giá của Vision 2017 thì có giá bán là 26 triệu rupiah Indonesia và tương đương là 44,4 triệu đồng. Trong khi đó thì mức giá của Yamaha Vision R có cái giá bán vào khoảng là 50,3 triệu Việt Nam đồng và rẻ hơn Yamaha Strava. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy like cho video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video mới từ chúng tôi.